À, mọi người, ở video này thì em giới thiệu cho mọi người ba cái cục máy này. Ai cần thì mua về dọn lên nha. Ba con này là Huana 39cc nha. À, 39 nòng 394 nòng 3940 ly. Thì mọi người nghe kỹ video em giới thiệu ha. Đầu tiên là con này. Đủ đồ. Đầu máy còn khá là đẹp luôn. Ngoại hình còn khá là đẹp. Kéo hơi nó còn chắc nịch nữa. Kéo hơi nó còn chắc nịch đấy mọi người. Đẹp lắm. Cái này là bẩn thôi. À, cái này là bẩn thôi. Nha. Đầu này đủ đồ luôn. Khá là đẹp. Này vệ sinh nó đẹp lắm. Bẩn. Một đầu. Này là em chưa có kiểm tra gì nên là bán mù thôi nha. Hai đầu. Này thì cái vỏ này nó bể trên này một tí nó cũng không có ảnh hưởng gì về máy móc. Uana thì điện. Này đủ đô hả? Mấy con này đều là bình xăng nhựa nên xài ngon lắm mọi người. Mấy con này bình xăng nó xài cho hu 44 đô. Đầu này cứng rồi, về mở ra kiểm tra nha. Đầu này cứng rồi. Em nói luôn là về hàng bãi ấy, không nhất thiết mình phải lấy cái phải mua được cái bít tông zin để mình xài đâu. Hơi thì mình mua hơi zin thì đúng rồi, chứ còn bít tông không cần thiết phải bít tông zin mới xài được đâu. Vì mình ví dụ như là bít tông mình hư, mình không mua được bít tông bãi ấy, thì mình có thể mua bít tông mới với kích thước tương tự, mọi người thay vào mọi người dùng thôi nha, nó vẫn ok thôi, miễn sao mình mua cái bít tông nó chất lượng là được rồi. Cái đầu này cũng là Hu 39 nha. Đầu này thì nó thiếu đồ này. Nó còn cục lửa chế đồ xước bít tông rồi mọi người, bít tông xước rồi mọi người. Về con này lấy được phụ tông nha, ví dụ cái tay này, cái tay này là cong thì lấy cái tay này bỏ qua nè. Chuồng mới tinh, chuông lọc xăng, lọc nhớt đồ, thùng xăng đồ, lọc máy đồ còn rất là ngon nha mọi người. Đó thì ba cái con này, ba cái đầu này em bán 1,5 triệu nha. Về tự dọn nghe kỹ nhé mọi người, nghe kỹ nhé. Này là bán mù thôi, chứ mà thật sự mình mở ra kiểm tra để mình bao này bao kia thì làm gì có cái giá đó mọi người. Tại vì mấy cái này là em bỏ lâu quá, em bỏ đóng chất đóng ấy. Đầu máy thì em chất 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 đóng lên thôi, khi mà đã nhiều quá thì bắt đầu mình lấy ra mình xả, mình sổ mình xả để cho nó gói chặt nhà, thì mình cũng không có rảnh để kiểm tra đâu, hàng bãi nó nhiều lắm. Thì kéo mà nó nâng như thế này ấy, thì có thể là cái bít tông nó hư nhưng mà cái nòng nó còn ngon, với cái lá bạc nó còn ngon nên hơi nó vẫn còn ngon mọi người. Ba cái đầu này là 1,5 triệu nha, không có bao ship nha mọi người. Mua thì anh em chuyển khoản số tài khoản phòng mô tả giúp em nói là mình không tính đến việc mình dọn lên, mình chỉ rã phụ tùng mình bán thôi thì nó cũng hơn 1,5 triệu rồi. Cứ một đầu này mình rã ra mình bán cũng gần 1 triệu bạc. Nói chung ba cái này mình rã ra mình bán thì cũng gần, chắc cũng hơn 2 triệu rồi. Nhưng mà không có thời gian đâu, người ta làm hàng xỉ, người ta không có thời gian làm vậy đâu mọi người. Về người ta bán luôn, rẻ hay là mắc gì đấy, mắc rẻ đấy người ta bán đại. Thôi nhá, ba cục 1,5 triệu, không bao ship.